Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Hòa thượng Tôn Sư Chứng Minh, kính bạch Hòa thượng trụ trì tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, kính thưa chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử. Thì hôm nay cũng nhân ngày lễ dỗ tổ sư, thì vâng theo lời chỉ dạy của Hòa thượng trụ trì, thì Tông Vương cũng có ít lời cũng nhắc về ý nghĩa đạo lý trao nhân trong ngày lễ dỗ này, để cho buổi lễ dỗ cũng có thêm phần ý nghĩa. Thì coi như là cũng năm rồi cũng như năm trước, cũng mỗi năm thì có cái duyên lành, thì Tông Vương cũng có trao đổi với chư tôn đức cũng như phật tử. Thì năm nay thì để cũng là nhắc lui nhiều, thì có khi thì quý vị nghe thì nó cũng hơi chán, cho nên hôm nay thì nói nhắc lại cái ý nghĩa nó hơi mới chút. Tức là quý vị nghe nói hoài, rồi có khi thì không khéo thì quý vị cũng làm theo những cái điều nói đó. Cho nên là hôm nay là nhắc về cái ý nghĩa là coi chừng bị gạt. Tức là quý vị coi chừng bị gạt. Nào quý vị biết ai gạt không? Tức là không khéo là coi chừng quý vị bị ông Thông Phương này ông gạt. Tức là gạt làm sao? Tức là cũng như năm rồi, thì cũng ngày lễ dỗ tổ sư này, thì quý vị cũng nghe, gọi là nghe cái ông Thông Phương này ông nói chuyện. Rồi năm nay cũng ngày lễ dỗ tổ này, thì quý vị cũng lại nghe ông Thông Phương này ông nói chuyện nữa. Không, nhưng mà quý vị nghe không, rồi nghe ông nói rồi có khi thì quý vị cũng thích không, hoặc là có khi thì thấy cũng không thích lắm, hoặc là thấy chán, ông nói chán quá, nói không có lưu loát gì hết, phải không? À, tức là có khi thích cũng có khi chán. Nhưng mà như vậy thì tức là sao rồi? Đó. Có phải là quý vị bị ông gạt rồi chưa? Thích là thích ai, rồi chán là chán ai? Đó. Không? Cho nên đó là cái điểm mà để cũng nhắc cho tất cả, không? Tức là như ngài Lâm Tế, ngài đâu không từng ngài bảo rằng sắc thân bốn đại của các ông chẳng biết nói pháp nghe pháp, tỳ vị gan mật chẳng biết nói pháp nghe pháp, hư không cũng chẳng biết nói pháp nghe pháp. Không? Vậy thì quý vị nghe ai nói mà quý vị thích hoặc quý vị chán, rồi thích là thích ai, rồi chán là chán ai? Đó. Không? Thì đó là cái điểm mà không khéo là quý vị bị gạt đó. Phải không? Nghe thích là thích ai, rồi chán là chán ai? Cho nên vậy thì thật sự là hiện tại đây á, là ai đang nói và ai đang nghe? Đó. Phải không? Đó. Thì ai mà thấy thấu được cái chỗ này đó thì khéo. Còn ông khéo á, là coi chừng là vì ông Thông Phương đem gạt lần nữa. Phải không? Nà. Cho nên như là Kinh Lăng Nghiêm, thì Phật từng bảo ngài A Nan, Phật nói rằng các ông mà còn dùng cái tâm phan duyên để nghe pháp, thì pháp này cũng là cái sở duyên, chứ chẳng phải là được pháp tánh. Không? Tức là các ông mà còn dùng cái tâm phan duyên để nghe pháp, thì cái pháp này cũng là cái sở duyên, chứ chẳng phải là được pháp tánh. Không? Tức là nghe rồi chỉ duyên theo cái tiếng nói pháp đó đó, không? Tiếng nói đó, rồi nhớ cái tiếng nói đó,
phải không? Và vậy thì cho Phật là cái hình dáng đang nói, tức là hình Phật là cái hình dáng đang ngồi, rồi động môi động lưỡi đó, phải không? Thì như vậy tức là sao? Đó. Thì vậy không phải là bị gạt hay sao? Tức là cho Phật là cái tướng đang ngồi, rồi cái tướng động môi động lưỡi đó, rồi duyên theo cái tiếng nói đó, thì đó là chưa thấy được cái pháp thật, cho nên người chưa thấy pháp tánh, thì đó không kéo là bị gạt. Và như vậy thì nếu mà thử kiểm lại thì hiện tại thì đa số quý vị là có bị gạt vậy không? Hay là chính mình là gạt mình? Không bị ông Tông Phương gạt, nhưng mà chính mình là gạt mình. Cho nên nhân đây thì quý vị có nhớ tại sao mà câu chuyện là quốc sư Huệ Trung đang đối diện với ông Tam Tạng Đại Nhĩ, nhưng mà ông Đại Nhĩ, Tam Tạng Đại Nhĩ không thấy, tức là ông Tam Tạng Đại Nhĩ là vị được tha tâm thông. Tha tâm thông là tức là biết được cái tâm ý của người khác, cho nên qua bên Trung Hoa thì ông vua Đường ông muốn thử coi phải thật có hay không, cho nên nhờ quốc sư Huệ Trung kiểm lại. Thì quốc sư Huệ Trung mới mời ông đến để kiểm. Cho nên rồi cái lần đầu thì quốc sư Huệ Trung ngài khởi cái niệm đi đến nơi cái bến đò Tây Xuyên. Cho nên là ngài hỏi vậy thì bây giờ ông nghe nói ông được tha tâm thông đó, bây giờ ông ấy ông thử nói coi bây giờ tôi đang ở đâu. Không? Thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ ông nói thì hòa thượng là quốc sư công nước mà tại sao lại đến bến đò Tây Xuyên mà xem đò đua? Không? Bởi vì khi mà ngài khởi niệm đến bến đò Tây Xuyên ra thì có cái bóng ở trong đầu này thì ông thấy được. Rồi lần thứ hai thì ngài khởi cái niệm đến cầu Thiên Tân. Thì ngài cũng hỏi vậy thì bây giờ ông xem coi bây giờ thì tôi ở đâu. Thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ ông nói thì ngài là quốc sư một nước, tại sao lại đến nơi nghĩa là cầu Thiên Tân mà xem khỉ giỡn, không? Tức là hai lần ông thấy được. Lần thứ ba thì quốc sư im lặng chút rồi, còn bây giờ đó ông nói coi bây giờ tôi đang ở đâu. Thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ ông chơi với, ông tìm hoài, tìm tới đôi, không thấy đâu hết. Không? Ngài quốc sư, ngài thúc, ông nói mau, nói coi tới đâu. Thì ông tìm hoài cũng không ra, cũng muốn đổ mồ hôi rồi. Không? Thì cuối cùng là ông tìm không ra. Thì cho nên quốc sư mới vỡ, không? Là giống là con cáo đó, không? Con giả hồ tới con cáo, về tha tâm tâm ở chỗ nào. Đó. Thì như vậy đó. Thì như vậy thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ này là có bị gạt chưa? Hai lần đầu á thì tại sao là ông thấy ông nói là quốc sư Huệ Trung là đến cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn, rồi đến bến đò Tây Xuyên xem đò đua, không? Thì ông thấy được. Còn lần thứ ba đó thì tại sao là ông không thấy? Như vậy thì ông có thật thấy quốc sư Huệ Trung hay không? Đó, bởi vì thường thường á thì khi mà quốc sư là ngài cũng là bậc đạt đạo, cho nên ngài tự tại, hãy muốn nghĩ nghĩ, muốn dừng dừng, không? Chứ không phải giống như mình không muốn nghĩ mà nó phải nghĩ, còn muốn dừng mà lại không dừng, phải không? Còn quốc sư là muốn nghĩ thì nghĩ, muốn dừng thì dừng. Cho nên khi mà ngài khởi cái niệm mà đến bến đò Tây Xuyên, khởi cái niệm đến cầu Thiên Tân, thì ở trong đầu trong ra thì nó có cái tướng tướng hiện, thì ông thấy được. Còn lần thứ ba thì ngài dừng lại, không khởi niệm gì hết, thì đâu có đi đâu, đâu có tướng gì, phải không? Thì ông không thấy được. Nhưng mà chính đó mới thật là quốc sư, không? Nhưng mà như vậy thì ông đúng ra thì nếu mà ông là thật sự, không, mà gọi là tâm mà sáng rõ ràng á, thì ngay đó nếu mà quốc sư hỏi ngay đây thì ông nói tôi ở đâu thì phải đáp sao? Đó. Tức là thôi là biết liền, phải không? Tức là ngay đối diện, lúc đó là quốc sư đang đối diện trước mắt ông,
nhưng mà ông không thấy được. Còn hai lần trước đó là quốc sư đi chỗ này chỗ kia, thì cái đó là cái bóng của quốc sư, cái bóng. Tuy nhiên thì thấy được cái bóng. Còn khi quốc sư mà hiện tiền đối trước thì là ông thấy. Vậy không phải bị gạt hay vậy, phải không? Thấy đó thấy bóng đó thôi. Còn bây giờ đối diện trước mắt lại không thấy, phải không? Đó, cho nên rồi coi như là bị quốc sư gạt cái thật đau, phải không? Đó. Thì đó để cho thấy rằng nghĩa là ông là đúng là cũng có tha tâm thông, nhưng mà tha tâm thông thường thường thôi, phải không? Đó, cho nên thấy được những cái bóng mà. Còn khi mà đến cái chân thật nó hiện thì không thấy được, phải không? Đó. Thì đây cho nên đây là cái chỗ mà mình hết sức cẩn thận đó. Thì chúng ta lâu nay thì cũng thường hay bị gạt theo kiểu này đó, phải không? Không, tức là thấy theo cái bóng nhiều. Bây giờ hãy khéo, không? Nhớ trở lại để mình khỏi bị gạt nữa, hay là ít bị gạt nữa. Đó là cái cách để mình trở về đó, không? Thì nhân đó bây giờ trở lại thực tế, không? Thực tế là giờ quý vị ngồi đây, không? Thì quý vị thấy ông Tông Vương này, thí dụ thấy đang vui thì cũng vui theo, phải không? Hoặc khi mà thấy ông buồn buồn rồi đó cũng buồn theo chẳng hạn, không? Thì như vậy, hoặc là chỉ nhớ cái tướng nói, cái tướng cười cười, tướng cười cười, tướng nói đó, thì vậy thì quý vị đang thế nào, không? Thì có bị gạt không? Đó. Cho nên đúng ra thì chúng ta học Phật á, không giống ngoài thế gian, không? Thế gian á, khi mình nói ra cái gì đó thì sao? Khi mình nói ra gì đó thì bắt người ta là phải nghe theo, mà nghe như chết rồi đó, chứ không được, không được khác, phải không? Mình nói ra là chân lý mà, thành ra mình nói ra thì người ta bắt buộc là phải nghe theo, phải không? Còn ở đây thì lại khác lại, nói ra nhưng mà bảo coi chừng bị gạt. Đó, thì trong đạo nó khác với ngoài, mà nhất là trong nhà thiền, không? Bởi vì nhà thiền thường thường các thiền sư thường hay nói gọi là nói thẳng về cái sự thật, không? Tức là nói thẳng sự thật chứ không có nói quanh hoặc là nói che giấu, cho nên nói trực tiếp, cho nên những lời thật, mà những lời thật thì có khi thì nó không giống thế gian, không? Đó, nhưng mà khéo nghe thì mình sẽ thẳng vào đến cái sự thật. Đó. Cho nên đúng hay không, ở ngoài thế gian á, thì giảng sư ở ngoài đời đó thì chắc là không ai dám nói vậy, không? Mình nói ra biểu ta coi chừng bị gạt thì thôi nói chi. Phải không? Đó. Thì như vậy thì ở đây thì quý vị khéo nhớ về đó thì mình sẽ thấy được hay không? Những cái ý nghĩa chân thật, mà nhất là đối với trong nhà thiền, mà chỗ này như vậy thì phải thấy thật kỹ. Cho nên chỗ này có liên hệ đến kinh Kim Cang. Như là kinh Kim Cang khi mà vào đề đó thì Đức Phật ngài ôm bình bát đi khất thực, khất thực xong rồi về nơi tinh xá Kỳ Hoàng thọ trai, thọ trai xong rồi xếp y bát rồi ngài ngồi thiền, thấy không? Thì ngay đó ngài tu bồ đề, ngài liền tán thán là thật hy hữu, Như Lai khéo hộ niệm cho các vị Bồ Tát, khéo phó chúc cho các vị Bồ Tát, thấy không? Đó. Tức là ngài chưa nói gì hết, thấy không? Tức là đi khất thực về thọ trai rồi xếp y bát rồi ngồi yên lặng ngồi thiền đó, chưa nói gì hết, nhưng mà ngài tu bồ đề ngài tán thán thật hy hữu, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Thì như vậy thì ngài thấy cái gì mà ngài tán thán? Đó, tức là chưa nói, lúc đó Phật chưa nói gì hết, thấy không? Đó. Vậy thì ngài thấy cái tướng là ôm bình bát đi, thấy không? Ôm bát đi rồi đi về, đó là tán thán hay là thấy cái gì? Tức là mỗi ngày thì Phật cũng ôm bát đi các thực rồi cũng về lại tọa trai thì ngài cũng thấy, thấy không? Nhưng mà hôm nay thì ngài tán thán, đó là tán thán cái gì? Đó thì cái đó là cái chỗ mà coi chừng bị lầm là chỗ đó,
Coi chừng việc làm, coi chừng việc gạt ở chỗ đó đó. Nghĩa là nếu là cái tướng mà ôm mình bác đi rồi trở về rồi xếp với bác thì mỗi ngày cũng vậy, sao vừa hôm nay lại tăng tháng, phải không? Đó, đó thì tức là ngài thấy được, phải không? Trong cái chỗ mà Phật đi lại đó, ngài thấy thấu qua những cái tướng đó, không? Không có dừng ở trên những cái tướng đi lại đó. Cho nên tán tháng là tán tháng cái chỗ mà nó luôn luôn nó hiện hữu sáng ngời ở trong mọi cái cử chỉ hành động, cái lẽ thật đó đó. Cho nên ngài tán tháng thật là hy hữu, chỗ đó là chỗ khó thấy. Đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Tức là chỗ đó là chỗ mà Phật hộ niệm phó chúc các Bồ Tát, đó là chỗ sống của chư Phật. Các Bồ Tát giữ gìn chỗ đó thì đó tức là giữ gìn mạng mạch Như Lai đó. Cho nên Như Lai phó chúc là phó chúc chỗ đó đó, chứ không phải phó chúc ở chỗ là cái tướng ôm mình bác đi đi lại lại. Cái tướng này thì tới 80 tuổi thì Phật cũng nhập Niết Bàn rồi, phải không? Rồi phó chúc đó giữ gìn cái gì, phải không? Giữ gìn là giữ gìn cái ánh sáng mà luôn luôn hiện hữu trong mọi cái chỉ hành động đó, phải không? Đó, thì thấy chỗ đó cho nên rồi khéo chỗ đó thì đó là mới không bị gạt, không? Còn không khéo thì bị gạt. Cũng như là câu chuyện mà trong nhà thiền là về cô Ni và thiền sư Sùng Tính ở Long Đàm. Cô Ni này tu lâu và theo quan điểm của mấy cô Ni thì cũng thường thường là sao? Làm cái thân anh Ni thì cũng thấy có nhiều cái nó cũng không được bằng tăng, phải không? Cho nên là cũng muốn chuyển Ni làm tăng. Cho nên cô mới đến thiền sư Sùng Tính, cô mới thưa bạch hòa thượng làm sao để con được làm tăng. Đó. Thì thiền sư Sùng Tính mới bảo vậy thì cô làm ni đã bao lâu rồi, không? Tức là cô làm ni đã bao lâu rồi, bây giờ cô muốn làm tăng, phải không? Thì cô thưa nhưng mà lại có khi nào được làm tăng hay không, không? Đó. Thì thiền sư Sùng Tính bảo nhưng mà hiện nay thì cô là gì? Hồi nay là cô là gì mà cô muốn làm tăng, phải không? Thì cô nói là cái thân ni này ai chẳng biết đấy. Thì thiền sư cũng bảo nhưng mà ai biết cô, phải không? Đó là cái chỗ mà cho thấy là không khéo là bị gạt đó, không? Tức là cô ni này cô cứ chấp chặt vào cái tướng ni, tức là tướng nữ này cho là cô, không? Không dám buông nó, phải không? Cho nên là cô mới đi cầu làm tăng, cầu làm tăng nhưng mà chấp cái tướng ni này không dám buông. Quý vị nó có cái mâu thuẫn, phải không? Là cho nên thiền sư Sùng Tính hết lòng khai thị cho cô nhưng mà cô vẫn là cứ chấp chặt vào cái tướng ni này quả, cho nên bị nó gạt mà không hay, phải không? Nghĩa là cô khăng khăng chấp cái tướng ni đó là cô. Cho nên cô gọi là cô đến cô thưa là làm sao được làm tăng. Thì thiền sư Sùng Tính bảo là nhưng mà cô làm ni đã bao lâu rồi mà cô muốn làm tăng. Tức là ngài muốn nói là cô là cái này là cô hay không? Cái tướng ni này là cô hay sao? Phải không? Nhưng mà cô chưa thấy được ý đó. Cô nghĩ là cái tướng ni này đúng là cô rồi. Cho nên cô nói là lại khi nào có khi nào được làm tăng hay không đó. Thì ngài Sùng Tính ngài còn nhấn mạnh lại cái nữa, nhưng mà hiện nay cô là gì cái đã? Thì cô mới nói là thì là cái thân ni này đây là ai không biết đấy, phải không? Vậy tức là cô chấp nhận cô là cái thân ni này, phải không? Nhưng mà bây giờ lại muốn cầu làm tăng, tức là muốn bỏ cái thân ni này, chấp nó là mình, phải không? Mà bây giờ lại muốn chuyển nó làm tăng. Thì vậy quý thầy thấy có mâu thuẫn không? Đã khăng khăng chấp nó là mình rồi, cái thân ni này là ni, thân này là ni, là đâu ai không biết. Vậy tức là cô chấp nhận là nó là mình là cái thân ni này rồi, mà đã chấp nhận nó là mình rồi mà bây giờ muốn chuyển nó làm tăng thì tức là sao? Vậy bỏ nó cho ai đây? Nó chính là mình rồi mà bỏ nó cho ai đây? Đó, thấy mâu thuẫn không? Còn nếu như ngay đó mà tỉnh ngộ cái, không? Cô mà là cái tướng ni này hay sao? Thì ngay đó buông cái tướng ni này thì chuyển liền thôi, phải không?
đó, tự buông nó đi thì chuyển rồi thôi, còn cứ khăng khăng chấp nó là mình rồi mình cứ chuyển là giao chuyện là mâu thuẫn, phải không? Là còn rõ ràng hay không, buông nó đi thì đó là chuyển liền đó. Cho nên đó là cái mà người ta thường thường là hay bị lầm, bị gạt trong đó đó, thấy không? Cho nên hiểu vậy đó thì mới thấy là thường là chúng ta là bị cái tướng này nó gạt rất nhiều, phải không? Tức là gọi là Phật dạy gọi là tướng chấp ngã đó, thấy không? Không phải mình mà chấp là mình, phải không? Cho nên là bị gạt đó. Còn bây giờ nhận rõ vậy đó thì buông xả bớt, tức là bớt chấp thì bớt bị gạt, phải không? Còn hết chấp thì hết bị gạt, không? Bớt chấp thì bớt bị gạt, còn hết chấp là hết bị gạt thì tức là giải thoát, chứ không gì khác, phải không? Đơn giản, không? Nhưng mà chúng ta là vì cái mê nhiều đời cho nên là mình nghĩa là cứ lỡ chui vào đây rồi thì cứ chấp vào đó thôi, nghe không? Bảo buông thì lấy gì làm chỗ nương tựa, phải không? Nhưng mà lẽ thật thì mà cái gì xét kỹ coi cái này đúng mà lẽ thật thì cũng chỉ là cái thây thúi thôi chứ có gì đâu, không? Cũng là một cái tướng của cái thây thúi thôi, khi mà tắt thở thì đưa ra nghĩa địa thì trả về nó là cái tướng cái thây thúi thôi, không? Rồi thứ hai là nếu mà đem thiêu thì thiêu hết rồi đó thì tìm lại còn cái gì là ta trong đó, quý vị lúc đó mà lấy đồ gạn lọc đó, còn cái gì là ta trong đó, không? Thiêu là ra tró thôi, không? Đó thì cái gì là ta đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là xét kỹ coi khi mà mình mới thọ thai trong bụng mẹ đó thì mình là cái gì đó, quý vị kiểm coi khi mới thọ thai trong bụng mẹ là mình là cái gì? Chưa là gì hết, phải không? Chỉ là giọt máu thôi, phải không? Chứ chưa là gì hết, chứ là chưa có kilo nào hết, phải không? Mới thọ thai trong mẹ là chưa có kilo nào hết, cũng chưa có 100 gram nào hết, phải không? Rồi lớn lên thì ra đời thì mới gọi là mượn đó, mượn để bù đắp vào đó, những cái tứ đại mà bù vào đó thì nó mới dần dần nó mới thêm kilo. Thì bây giờ ngồi đây được mấy chục kilo này đó, thì kiểm coi như vậy thì mấy chục kilo này ở đâu mà bù đắp vào, trong khi đó là trước khi ban đầu đó là chưa có kilo nào hết, thấy không? Thì mình thấy rõ ràng như thôi. Rồi khi mà tới chừng chết thiêu đòi thì cũng không có kilo nào, thấy không? Phải không? Thì lẽ thật nó là như vậy. Nhưng mà do cái gọi là cái lầm mê của mình cho nên là khi mà vào đây rồi thì cứ bám nó làm mình, cho nên chính đó cái lầm. Do đó mà ở đây thì Phật cũng như các thiền sư đó muốn đánh thức cho người để mà mình thấy đúng trở lại, để mà gỡ bỏ cái lầm mê hay là cái bị gạt, nghe không? Cho nên nếu mà ngay đó thì tỉnh lại thì mình thấy được đường về. Còn nếu ai chưa tỉnh đó, thì đây xin nhắc thêm câu chuyện này, tại vì thấy tức là ngài Ma Cốc đến chỗ của ngài Chương Kỉnh, không? Thì ngài Ma Cốc khi đến đi chỗ của ngài Chương Kỉnh đó, thì ngài đi nhiễu quanh giường thiền ba vòng rồi cái dòng cây tích trượng cái đứng nghiêm như ngay trước mặt, không? Tức là đi vòng quanh cái giường thiền ba vòng, cái đến dòng cây tích trượng đứng ngay trước mặt nghiêm nhiên vậy. Thì ngài Chương Kỉnh ngài nói phải, không? Thì sau đó thì ngài Ma Cốc ngài mới đến chỗ ngài Nam Tuyền, ngài cũng đi nhiễu quanh cái giường thiền ba vòng rồi dòng cái tích trượng cái đứng nghiêm nhiên trước mặt. Thì ngài Nam Tuyền ngài bảo chẳng phải, ngài Chương Kỉnh thì ngài nói phải, nhưng mà ngài Nam Tuyền ngài nói chẳng phải. Thì ngài Ma Cốc ngài mới nói ngài Chương Kỉnh thì nói là phải, tại sao hòa thượng lại nói là chẳng phải, không? Thì ngài Nam Tuyền ngài bảo thì Chương Kỉnh thì tức là phải, còn ông thì chẳng phải. Đây tức là bị cái sức gió chuyển thôi, cuối cùng sẽ thành bại hoại chứ không gì.
Đó, đó là cái chỗ là cũng là để cảnh tỉnh chỗ này đó. Tức là chống gậy, chống thượng đi vòng vòng, thì tức là cái thân này nè, cái thân này đi vòng quanh đó để đứng ngay trước đó, chống chư thượng cái đứng trước đó, không? Thì ngài chứng kiến này đó, à, phải phải, không? À, nhưng mà không khéo á, thì người ta sẽ lầm cái tướng mà đi vòng vòng đó rồi đứng trước đó cho đó là chính mình thì đồng quy rồi. Cho nên khi đến ngày Nam Tuyền, ngài nói không phải, chẳng phải, không? À, thì ngài Ma Cốc ngài mới hỏi lại, không? Thì chương kỉnh nó phải, tại sao hòa thượng nó không phải? Thì ngày Nam Tiền ngày nói rõ là chương kỉnh thì tức là phải, nhưng mà còn ông là không phải, phải không? Đó, đây chỉ là cái sức gió nó chuyển động thôi, à, trọn cuối cùng nó cũng bại hoại thôi, tức là khi tắt thở thì nó cũng ra nghĩa địa thôi, phải không? Đó, phải không? Thì vậy gì là phải? Đó, à, đó. Thì đó là để cảnh tỉnh cho mình đó, tức là ngày chương kỉnh làm vị thiền sư, ngài đắc đạo, ngài mắt sáng rồi, thì ngài thấy, nhưng mà ngài thấy cái gì mà ngài nói là phải, ngài nói phải đó thì đúng là không phải, là ngài thấy là cái tướng mà đi tới lui đó, không, cái tướng này là khi mà tắt thở thì ra nghĩa địa rồi, nhưng mà ngài nói phải đó, không, đó là ngài mới thấy cái gì nó còn sâu xa trong đó, không, à, chứ không phải là chỉ cái tướng đó thôi, chứ ngài nói phải, thì ngài nói thì được. À, tức là bởi vì ngài là mắt sáng, ngài nói nhưng mà ngài không có mắc kẹt trong cái tướng đó. Còn ông á, mà ông nghe nó phải, là ông chấp vào cái tướng đó là chết, không? Tức là khi nó tắt thở rồi, ông cũng ra cái địa luôn, không? Đó, cho nên ngài Nam Tiền, không? Thì ngài cảnh tỉnh trở lại, ngài nói là chẳng phải, không? À, cái tướng này là cuối cùng nó cũng là thành cái bại hoại thôi, tức là cũng ra cái địa thôi, nó trở về cái thây thúi thôi. Thì phải chỗ nào, đó. Cho nên ngài nói đó chỉ là cái sức gió nó chuyển động, còn khi mình còn ở đây thì còn nhờ cái sức gió nó chuyển động thì còn động tới lui, nhưng mà khi mà nó tắt thở rồi thì nằm cứng đơ, thì phải ở chỗ nào đâu, đó. À, cho nên đó là để nhắc là mình không phải lầm trong đó. Cho nên có một vị mà vị thầy ở Tây Tạng đó, một lần thì khi mà ngài đi qua bên Tây Phương đó, chở người bạn đi theo thì thấy qua cái nghĩa địa của bên Tây Phương, thấy họ làm nghĩa là rất là trang trọng, sang, rất sang, nghe không, nghĩa địa bên Tây Phương mà rất sang. Thì người bạn mới nói là này coi nè, ở bên Tây Phương này người ta làm cái gì là cũng sạch sẽ trang trọng hết, ta cất những cái nhà mà cho những cái thây chết á, không, mà cũng sang trọng gì nữa. Thì ngài ông thầy đó mới nói là thì đúng vậy đó, bên đây người ta vậy đó, ta cất những cái nhà cho những cái thây chết rất là sang trọng đó, rồi người ta cũng cất những cái nhà rất là sang trọng cho những cái thây sống, không, cất những cái nhà sang trọng cho những cái thây chết, rồi cũng cất những cái nhà sang trọng cho những cái thây sống. Đó thì vậy thì ngài đó muốn nhắc cái gì? Ở kia đó là những cái thây chết, còn ở đây là những cái thây sống giống vậy hết, phải không? Thây kia là thây nằm cứng đơ là thây chết, còn cái thây này là cái thây sống, tức là còn cử động đi tới đi lui gọi là cái thây sống thôi chứ không gì hết, phải không? Thì hết cử động là thành thây chết, nó đổi lại thôi. À, như vậy thì mình không thể lầm trong cái này, mà mình phải thấy cái gì nó sâu xa trong kia, không, chứ không phải thấy chỉ cái thây này thôi, không, đó. Không khéo thì cái thây này là thây sống thôi, không, rồi hết tắt thở thì thành thây chết, đó. À, thì vậy thì có ý nghĩa gì, đó. Cho nên đó là những cái điểm, không, mà mình nghe rồi mình học để chiêm nghiệm lại, để gọi là thấy kỹ lại để ít bị gạt, không, ít bị gạt, để cho đến dần dần rồi là hết còn bị gạt, không? Thì đó là con đường mà đi đến giải thoát, không? À, nhưng mà việc này thì cũng phải đơn giản, không? Rồi là phải thực sự, không? À, nghe nhận rồi
khéo để mình chiêm nghiệm kỹ, không? Như ở đây câu chuyện này đó, không? Nghĩa là không phải đơn giản ở trên cái tướng gọi là đầu mắt tay chân đi lại, phải không? Cho nên là ngài Chương Kỉnh ngài có mắt sáng, cho nên ngài nói phải đó là ngài có cái chỗ để mà cho ông tỉnh ngộ trở lại, không? Còn nếu ông mà gọi là hồ đồ đó, vội vàng mà ông nhận lầm cái tướng đó, thì khi mà cái tướng này cái sức gió nó dừng trở lại thì ông ngã lăn như chết, không? Thì cái phải nó chỗ nào đó, đó. Cho nên đó, hiểu vậy đó thì mình mới thấy là có những cái điểm mà mình còn phải gọi là nhìn nó kỹ hơn, chứ không khéo là bị lầm. Cũng như ngài Quy Sơn, ngài Quy Sơn một hôm ngài gọi viện chủ, ngài sai người gọi viện chủ đến, thì viện chủ nghe có nghe hòa thượng gọi đến thì lật đật đi đến ra mắt. Nhưng mà đến rồi thì ngài Quy Sơn mới bảo: ủa, ta bảo gọi viện chủ, ông đến đây làm gì vậy? Đó, thì viện chủ ngơ ngác không biết trả lời sao, không? Tức là ngài Quy Sơn á, ngài kêu người là gọi viện chủ đến thì ông cũng đúng là nghe gọi thì liền đi đến liền. Nhưng mà đến ra mắt rồi thì ngài Quy Sơn ngài bảo: à, ta bảo ông gọi viện chủ mà ông đến đây làm gì vậy? Thì giờ trả lời sao đây? Đó, đó thì đó là cũng để nhắc nhở chỗ này đó, không? Ngài Quy Sơn á, là ngài nói gọi là đúng là ngài gọi á, là gọi ai mới làm viện chủ, chứ không phải gọi cái thầy này để làm gì, phải không? Đó, cho nên rồi mà mang cái thầy này đến thì ngài nói: à, ta không phải gọi, ta gọi viện chủ kìa, chứ không phải gọi cái thầy này đến làm gì. Đó, thì ngay đó nếu mà ông khéo ông tỉnh lại đó thì ông hết bị gạt, không? Còn nhận cái thầy này đó làm mình đó thì còn bị gạt dài dài, không? Đó. Thì nhiêu đó, những cái đó mà quý vị mà nghiệm kỹ rồi đó thì mình sẽ thấy rằng trong cuộc sống mình đó, mình sẽ sáng lên rất nhiều và sẽ bớt bị gạt rất nhiều, mà cũng sẽ bớt phiền não nữa, phải không? Bớt cái bị gạt này thì cũng bớt phiền não, phải không? Cho nên là khi mà thấy hoặc nghe huynh đệ thấy người đó là mình đã thấy cái anh đó dễ ghét, phải không? Thấy là dễ ghét hoặc thấy anh đó dễ thương, phải không? Thì cái dễ ghét dễ thương đó là ai? Ai dễ ghét, ai dễ thương, phải không? Đó. Nếu mà thấy cái tướng dễ ghét này, cái tướng dễ thương này đó thì bị gạt rồi, phải không? Còn nếu mình thấy thấu suốt được cái này rồi đó thì bớt lầm vào cái tướng mà dễ ghét dễ thương kia đó, không? Thì mình sẽ cởi mở bớt rất nhiều, phải không? Đó. Thì để rõ hơn, không? Thì đây quý vị nghe kỹ câu chuyện mà ngài Động Sơn đến lễ Hòa Thượng Hưng Bình, không? Tức là ngài Động Sơn đây là khi mà còn đi thăm học rồi đó, cho nên đến lễ Hòa Thượng Hưng Bình thì Hòa Thượng Hưng Bình liền bảo: à, thôi ông chớ có lễ cái già nuôi này làm gì. Tức là Hòa Thượng Bình lúc này thì cũng già lớn tuổi rồi, đến lễ thì Hòa Thượng Bình bảo: thôi ông đừng có lễ cái già nuôi này đi. Thì Hòa Thượng Đông Sơn thưa là con lễ cái không già nuôi rồi. Lễ nhưng mà lễ cái không già nuôi à, thì Hòa Thượng Bình bảo: nhưng mà cái không già nuôi thì không có nhận lễ. Cái không già nuôi thì không có nhận lễ. Thì ngài Đông Sơn ngài thưa: à, nhưng mà y cũng không có dừng, không nhận nhưng mà cũng ngăn. Đó, đó, thì như vậy là vậy. Thì ngài Động Sơn ngài thấy cái gì, ngài lễ cái gì, không? Vậy thì ngài Động Sơn ngài có thật là thấy Hòa Thượng Hưng Bình hay không, và Hòa Thượng Hưng Bình có cô phụ lòng tốt của ngài Động Sơn hay không, không? Đó, đó, hai bậc thầy này đã thấy cái gì nè. Cho nên là ngài Đồng Sơn ngài lễ, không? Nhưng mà Hòa Thượng mình bảo: thôi ông đừng có lễ cái già nua này làm gì, cái tướng già nua này nó cũng ra nghĩa địa thôi. Đó, đó thì muốn đánh thức ông cái gì, không? Thì ngài Đồng Sơn đúng là ngài cũng có cái chỗ thấy, cho nên ngài nói: con lễ cái không già nua kìa, chứ không phải lễ cái già nua này. Thì ngài Hòa Thượng mình nói: nhưng mà cái không già nua thì không có nhận lễ,
Cái kia thì không có nhận lễ, không? Tên nó không có hình tướng mà, không? À, thì ngài đóng chân ở đây, nhưng mà y cũng không có dừng, không nhận nhưng mà không có ngăn, không? Kia đâu hình tướng gì, thì con cũng vẫn cứ lễ. Đó, thì vậy tức là ngài lễ là ngài thấy được, thấu được cái chỗ đó, chứ không phải dừng trên cái tướng già trẻ này, không? À, thì vậy đó, à, tức đó là ngài không bị gạt, không? Phải không? Đó. À, thì nhiêu đó thì tất cả quý vị khéo không? Nghe để nghiền ngẫm kỹ, để thấy rằng trong cuộc sống này chúng ta bị gạt ít hay nhiều, không? Rồi mình có bị cái bên ngoài gạt, rồi mình có tự bị chính mình gạt mình hay không nữa, không? Đó, hai cái, bị cái bên ngoài gạt rồi chính mình gạt mình hay không. Đó, thì để mình có cái tỉnh sáng hơn, không? Để rồi mình có cái bước đi về, chính chỗ này là cái chỗ quan trọng. Và ai mà dòm thấu được chỗ này đó, không? Thì coi như là thấy được cái đường về đó, cũng thấy được cái nguồn gốc của chính mình, không? Coi như là bao nhiêu kiếp luân hồi, gọi là mình gọi là từ vô thủy kiếp tới bây giờ đó, cũng vì mê cái chỗ này giống gì, không? Mê cái chỗ này mà trôi lăn trong vô thủy kiếp luân hồi tới bây giờ. Và chư Phật, ngài, các ngài giác ngộ thành Phật là cũng chính chỗ này, không? Giác ngộ thành Phật cũng giác ngộ chính là chỗ này chứ gì hết. Rồi chư Tổ thành Tổ thì cũng chính chỗ này, không? Đó. Và thực tế hơn là hôm nay thì cùng nói chuyện với tất cả nhau ở đây thì cũng không ngoài chỗ này, không? Đó. Cho nên đó là chỗ mà tất cả chớ có xem thường bỏ qua chỗ này, đó là chỗ rất là chí yếu. Và thấy được chỗ này rồi đó, thấy không? Thì quý vị thấy là vậy thì Phật có thật nhập diệt hay không? Đó, mình thấy được chỗ này rồi thì thấy Phật có thật nhập diệt hay không? Rồi Tổ có thật chết hay không? Đó. Cho nên có nhiều vị mà bên ngoài á, nhiều khi họ nghiên cứu rồi nói, họ phê bình, họ nói là mấy vị mà tu theo Phật, nhưng mà Đức Phật á, tu là nhọc nhằn, nhiều 6 năm khổ hạnh, rồi tu biết bao nhiêu là công phu, không? Tới khi thành đạo rồi cuối cùng rồi cũng nhập Niết Bàn, tức là cũng diệt, cũng như ai hết. Thì vậy thì bao nhiêu công phu đó tu để làm gì? Phải không? Đó, có những vị mà họ nghiên cứu là họ phê bình vậy. Nhưng mà mình thì mình thấy nếu mà nói vậy thì sao? Đúng là không dính dáng gì hết. Tức là Phật thành Phật, thành Phật mà thành cái thân này sao? Thấy không? Rồi khi mà nhập diệt thì nói là Phật mất hết. Thấy không? Đó, cho nên vậy là chưa thấy được Phật. Không? Cho nên còn đây mình nếu mà thấy thấu được chuyện này rồi á, thì họ nói vậy là mình cười thôi, không? Tức là họ chưa thấy được rõ ràng, họ chưa hiểu gì hết, không? Và như vậy thì mình thấy là Phật tuy nhập diệt nhưng mà Phật chưa từng diệt, cũng như Tổ, không? Thì cũng chưa từng chết, không? Đó. À, thì vậy thì đâu phải sợ là mất, sợ diệt, không? Đó. À, thì đó là nhiêu đó là quý vị kiểm lại thì sẽ thấy được nhiều cái ý nghĩa rất là quý báu trên con đường tu tập của mình. Không? Vậy thì hôm nay cũng nguyện để đem cái lễ phẩm này kính dâng lên Tổ sư chứng minh, không? Và cũng kính xin tất cả coi chừng bị gạt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.